tôi thùng hàng số 14 của đợt hàng 15 chứ. Thì anh Huy sẽ test con này. Hồi sáng anh Huy đã test con màu cam rồi, bây giờ anh Huy sẽ test con màu xanh cho một chú khách hàng mua về cho cháu ha. Mình sẽ test con này khá là đẹp và có vẻ là các bạn đang rất là thích con này đây ha. Rất là thích luôn. Chơi chung được nếu mua chung là con nha. Con này rất là đẹp, sáng tới con màu cam rồi, bây giờ là tới con màu xanh. Pin vào đấy, pin nào. Dạ dạ, con đang gắn pin đây chú. Dạ về là chơi thôi. Dạ con xin lại cái số điện thoại chú. 0327604830. Rồi bây giờ mình cho pin vào và mình này gắn cái nắp này vào phía con ốc luôn. Chết nhiều người lắm á. Lúc mà mình quên mình thấy nè. Con thằng xã thứ ba chị bà tới mua rồi nhưng mà bán nó không cửa nó đi chơi. Rồi chết con. Rồi bây giờ mình sẽ phải on lên. On này lên. Hai này mới nhận sống với nhau và chạy thôi. Đây chạy tới. Rồi đời này đã phải nè. Ê ta tắt cha. Đây. Rồi đấy. Mình lật lên vậy nó quẹt đúng chiều nè. Còn này là tới nè, chiếc cò này cho tới nè, đá cò cho lui nè, chiếc cò cho tới đá cò cho lui. Rồi khi mình chạy mình kết hợp với nhau để nè nó rất là dễ chơi. Tay này tụi nhỏ máy lắm. Rồi xong, vỏ hộp rồi.